đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, sản phẩm IP Camera Made in Việt Nam mang thương hiệu Home Visions do VNPT Technology nghiên cứu, phát triển và sản xuất sẽ chính thức được mở bán trên Tiki và Shopee Lazada. Đây là sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái One Home được VNPT Technology đưa ra thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Tháng 6 năm 2020, VNPT Technology đã ký kết hợp tác với 3 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam là Tiki, Shopee và Lazada với mục tiêu nhằm hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm công nghệ Việt chính hãng thông qua kênh bán hàng online. Hiện trên cả 3 sàn thương mại điện tử nói trên, công ty đã giới thiệu và kinh doanh 8 sản phẩm thuộc 4 nhóm mặt hàng gồm đầu thu truyền hình kỹ thuật số, thiết bị Wi-Fi, phụ kiện công nghệ và IP camera. Theo ông Phan Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Technology, trong những năm gần đây, nhu cầu giám sát an ninh tại Việt Nam là rất lớn, thị trường tiêu thụ camera an ninh có bước phát triển nhảy vọt. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, phần lớn là camera trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn an ninh, thông tin cho người sử dụng. Vì thế, VNPT Technology đã quyết định nghiên cứu phát triển và làm chủ hoàn toàn sản phẩm IP Camera để đảm bảo kiểm soát an toàn thông tin từ thiết bị phần cứng tới các ứng dụng phần mềm. Hiện tại, hai thiết bị IP Camera giám sát trong nhà và IP Camera giám sát ngoài trời được bán với giá lần lượt là 840.000 đồng và 1.090.000 đồng.